chào các anh. Em lại vừa mới về được một con loa của Harman Kardon đấy các bác nhá. Đây lại Harman Kardon Onyx Studio cho những bác nào mà cần này. Đấy, đời này là đời được đánh giá là hay nhất ở trong cái đời Onyx Studio, và kể cả là những cái dòng Onyx Studio về sau này là dòng đời 9 thì chắc là bằng hai thứ hai bằng con này các bác nhá. Vì đây là con loa nó được sở hữu là hệ thống đánh loa stereo gồm một tăng loa. Đấy các bác thấy này, hệ thống 6 loa là chính xác hơn là 5 loa nhé. 6 loa gồm sẽ có là 2 loa test chính, 2 loa bass chính và 2 loa bass cộng hưởng. Đấy 6 loa, một bass cộng hưởng phía sau, một bass cộng hưởng phía trước, 2 bass chính và 2 test. Đấy, nó tạo là hệ thống 6 loa 4 đường tiếng, à 2 đường tiếng nhé. Cho tiếng rất là hay luôn. Dòng này nó đánh stereo nên tiếng rất là lực và khỏe. Con này thì mình có thể kết nối Bluetooth để nghe nhạc các bác nhỉ. Đây là cái loa Bluetooth sách tay đấy. Rất nhẹ nhàng này thôi. Hàng về là sẽ có cả sạc cho các bác, để các bác có thể là cắm sạc nhé. Cắm sạc đây. Bình thường mình có thể dùng pin để mình nghe nhạc. Tuy nhiên em cũng xin nói luôn, đây là hàng pin nó đã hàng qua sử dụng rồi, nó sẽ bị khấu hao. Ví dụ ngày xưa là theo hãng nó thông báo là nó dùng nó khoảng tầm 5-6 tiếng, thì bây giờ thì các bác cứ khấu hao bớt cho em nhé. Thì nếu như mà bật liên tục, mở liên tục mà không sạc đầy ấy, thì chắc là em nghĩ là khoảng tầm 3-4 chỉ khoảng 2-3 tiếng gì đấy thôi. Đấy, nhưng mà thế là ok rồi đúng không? Ở đâu là về các bác cắm sạc các bác dùng nhá. Đấy, nếu mà dùng cắm sạc vào để tiếng sẽ to hơn nhá. Đấy, có thể không ạ? Nó có nguồn nuôi bằng sạc nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Đấy. À, nó sẽ mạnh hơn thôi nhá. Có nguồn nuôi sạc nó sẽ khỏe hơn là khi dùng pin. Bác nào mà về nhà cắm thường xuyên, nghe liên tục thường xuyên ấy, thì cắm sạc và dùng luôn cho em nhé. Còn nếu mà cần di chuyển thì cắm sạc đầy thì dùng khoảng 3-4 tiếng tầm đấy nhé. Loa Harman Kardon này thì hàng còn rất là mới này, hàng đầu mạng. Cái này các bác mua mới bây giờ khoảng tầm 7 triệu, nhưng mà con hàng bãi này thì nói chung là rẻ rất là nhiều. Đấy là rất nhiều bác là khoái nhé các bác nhá. Con này là hàng nội địa Nhật, điện 100V. Sạc của nó có thể dùng cho từ 100 đến 240V nhé. Các bác cắm nguồn 220 vẫn được thoải mái nhá. Con này thì dùng rất đơn giản như sau. Đây mình ấn đây là nút nguồn này. Đây là nút bật tắt nguồn nhá. Đây ấn và giữ. Đấy nó sẽ sáng đèn này. Đấy vào lúc này sẽ có cái đèn 1 phút ở đây. Đấy. Đấy thì lần đầu tiên kết nối nhá. Đây mình sẽ cần mở Bluetooth này. Bluetooth lên nhá, và các bác sẽ tìm được cái Bluetooth nó có tên là con HKO như này, HKO Onyx Studio như này nhá. Đấy sau đó mình kết nối là được. Đấy, điện thoại cũng thế, máy tính cũng thế nhá. Cái này cắm được cả điện thoại và máy tính nhá, dùng được cả điện thoại và máy tính. Đấy, khi mà đậy căng vào đậy như này. Đấy, rất là đẹp, con này rất là đẹp luôn. Con này chiều ngang của nó khoảng tầm đôi này. Đấy, khoảng 30cm chiều ngang nhé. Đường kính ấy, loa cái thế hình tròn, có chân đế đằng sau. Đấy, để có thể ấy như này. Và con này khi đặt đất nhé, thì nó sẽ có cái hệ thống loa phản xạ xuống đất, nên nó sẽ cho tiếng bát nó như phút vậy, nghe rất là hay. Nghe nhỏ cũng hay luôn. Các cái phòng diện tích nó khoảng tầm 30m, 40m cũng nghe thoải mái nhé. Cái này có những khách nhà em là các anh ấy mua về là để mở nhạc cho các cái showroom bán giày dép các thứ ấy. Anh ấy lấy về xong anh khen lắm các bạn, khen nức nở luôn, bảo em ơi con này nghe quá hay luôn, ở trong cái phòng anh mở vừa phải, khách vào nghe nhạc bao nhiêu người hỏi con này bao nhiêu tiền các thứ để khách mua. Các cái khách mà vào mua giày dép ấy, người ta kết con này cực kỳ luôn, vì nghe nó quá hay quá phê luôn. Đấy, khách gọi khen cái nức khen nở luôn. Con này nói chung là phê nhá. Mà giá con này rẻ lắm các bác. Ngày xưa mua 7-8 triệu, bây giờ các bác mua chỉ có 2.9 triệu thôi. Bây giờ 2.9 triệu con này thôi nha. Bác nào mua thì alo em nhé. Đấy, số điện thoại đặt hàng là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhá. Đầy đủ sạc và loa cho các bác nhá. Đấy, ok, em xin chào các bác. Xin cảm ơn các bác trong những cái video tiếp theo bên em nhé.